Hay quá. Một điểm cho đội tiệm Quốc Hoàng Tài. Hai không. Tự sát. Một hai. Quá khó luôn. Cụm qua cụm. Hai đều. Hai đều. Đánh ba. Ba lăm. Chia hai lăm một lữ. Khó quá. Chỉ số bây giờ là ba hai. Nghiêng về chế đội có lữ. Cầu bộ không có lưới. Điểm số cho đội có lữ 4-2. Hay quá. Đội nó có lữ ghi điểm tiếp 5-2. Cứ từ từ 3-5. Vậy là biết đánh chỗ nào ăn rồi. 4-5. Lon cầu 6-4. Khổ quá. Khổ quá. Bảy. Hay quá vậy. Hay quá vậy. Chết tôi. 8-4. Đổi vô cầu. 5-8. Cầu chưa qua lưới. Lên 6-8. Khó quá. 7-8. Tránh cái điều. Lỗi cầu 9-7. Hội ý. Chết tôi rồi. Tám chín. Chết tôi rồi. Trái nó đều nè. Khó quá. 0-8. Trái nó đều 9-0. Điểm bây giờ là 9-0. 9-10. Hay quá. 11-9. Ghi điểm cho đội có nữ. Lỗi cầu 12-9. Tài ơi. 0-2. Tài không có cầu đánh. Lỗi uổng quá. 3-0.
Tịnh ơi, tại qua nó có nhậu Tịnh. 1-3. Wow, có cá nha. 2-3. Ba đều. Ba đều. Lỗi nữa rồi. 4-3. Bốn đều. Cần quá ta. Từ từ, cứ từ từ. Quá khó luôn. Chéo tay luôn. 15-14. Mười lăm đều. Cái cầu khó quá. Chuyện gì xảy ra đây? Lỗi cầu. 16-15. Hôm nay là 30 Tết. Bên nào thua thì chung ăn sáng, bên nào thắng thì chung thắng cà phê. Lỗi luôn. 17-15. Hay quá, Tịnh hay quá. Tịnh lấy cầu lại hay quá. 16-17. Mười bảy đều. Chuyện gì xảy ra đây? Hay quá, trả vô cầu tốt quá Hoàng ơi. 18-17. Đứng lâu quá không có cầu đánh. 18 đều. Canh me không có cầu đánh đâu, lâu đánh bên trái. Cần quá. À, chưa. Ờ, uổng quá Hiệp ơi. 19 đều. Đây tự sát. Bên này tự sát nhưng phải thua. Vui không tại? Không phải thắng mà không phải mình hay mà tại người ta thấy dở.